Dạ vâng, hôm nay của mình sẽ lên sóng một cái mẫu xe mà anh em vừa rồi rất nhiều anh em hỏi qua mình và săn tìm. Vì anh chị các bạn có thể thấy là một chiếc xe, một thương hiệu Ford Ranger, một ống vô an tải màu trắng rất là chất, chất thật sự luôn anh em ạ. Vừa cập bến em sẽ lên sóng để giới thiệu anh em cùng xem và tham khảo mẫu xe này nhé. Và giới thiệu anh em là một chiếc xe, một bản XLS, số tự động một cầu, động cơ 2.2 diesel, rất là căng cứng, màu trắng. Và mình sẽ quay các chi tiết để anh em cùng xem tham khảo. Thì anh em nào cảm thấy mẫu xe này phù hợp thì hãy liên hệ Quang Bình nhé. Vâng, mẫu xe này thì đang được bên Quang Bình đang chào bán với mức giá là 525 triệu đồng cho một chiếc xe bản XLS số tự động một cầu, số 2015. Và rất là hợp lý cho một mẫu xe cứng cáp như này thôi anh em ạ. Anh em đến xem xe thì biết cái chất của nó anh em nhé. Xe bị thích em thôi, bởi vì em nó rất là căng cứng. Đó, chiếc xe là xe nhập khẩu Thái Lan anh em nhé, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Động cơ 2.2, một thứ ngồi 5 chỗ kiểu pick-up, có thành thể thao và lắp trung lực. Tôn vỏ mỏng tang anh em nhé, độ form đèn mắt híp, form mới rồi, đèn halogen rất là sáng, cân đối. Mặt ca lăng rất là ngầu đúng không ạ? Đó, các chữ công nghiệp của Ford. Hồ sơ đã rút cầm tay rồi. Anh em ơi, qua đèn choáng đèn rất là sáng, sáng choang. Đèn gầm này, đấy anh em thấy không? Lô la chiếc xe rất là mới anh em thấy không? Đấy, từ cái tô dô twin từ nguồn ốc, đấy, sáng choang. Anh em thấy không? Cái này cũng là không treo này. Chassis này anh em thấy không? Thẳng phát một không bị chút rượu của đâm va. Lốp lao này rất là mới luôn. Phanh nhị ABS đầy đủ. Đấy, hộp số tiểu 6 cấp về mưa. Keo chỉ còn nguyên, không mất phần nào anh nhá. Em quan sát này. Đấy. Anh em quan sát này. Đây từ con ốc chốt cửa, ốc bản lề này. Đây, đinh bấm còn nguyên anh em này. Anh em này. Không mất cái đinh bấm nào. Rất là ok đó. Các chi tiết ok, còn mình sẽ khám phá em tổng hành và các chi tiết bật lên xuống này em nhé. Gầm mẹ chiếc chassis của xe rất là mới, chưa rượu của một món heo gì đâu. Em thấy chassis rất là sáng. Gầm mẹ chassis nó ghi ví được như là bộ xương của chiếc xe. Đó, còn cỗ máy như trái tim. Đó, thì những thứ ấy là những thứ hết sức là quan trọng. Thực ra cái gì cũng quan trọng cả, nhưng những cái thứ đây là nó sẽ gần như là những cái chủ chốt anh ạ. Đấy, sassy anh em thấy không? Rất là mới nhá. Đấy, chưa có dấu hiệu bị han hay là bị rỗ gì cả. Các đồ nhíp này thẳng tắp luôn này. Đấy. Đồ zin cũng không một cùng luôn, toàn đồ zin cả. Zin quá. Chiếc xe là đăng ký 2016 luôn anh em ạ. Ô đồ đang 8 ạ, hơn 8 vạn rưỡi rồi. Thanh thể thao anh em này, thanh thể thao. Đấy. Lắp thùng lửng đã có này. Rất ok rồi ạ. Úi giời, đây, anh em thấy không? Thanh thể thao đã có tay chống thủy lực này. Đây là song sàn của xe đây anh em này. Đó. Đây anh em thấy không? Các chi tiết là rất ok nhá. Thùng mẹ chiếc xe là khá là rộng cho anh em chở hàng chở hóa, rất là ok. Toàn cả em quan sát này. Đấy. Ông xã ý mà không có chút khói gì cả. Với một chiếc xe nó cũng khá như cứng này thì cũng khá buộc cho em đi lại cuối năm. Mưa gió rét rét nhất, mùa lễ hội đến nơi rồi. Đấy. Nên anh em hãy sắm cho mình chiếc xe ok mà đi lại anh ạ. Phục vụ cuộc sống, nâng cao cho cuộc sống, cũng hỗ trợ công việc rất là tốt với một lượng xe nó đa năng hữu dụng như thế này. Và chúng ta khám phá khoang động cơ của chiếc xe này một chút nhé. Dạ vâng, với một chiếc xe bằng khối động cơ 2.2 turbo thì với chiếc này thì anh em có thể quan sát là máy nổ rất là êm và giòn đó. Đấy. Con ốc rất là sáng luôn. Khoang luôn. Các bạn xe này rất là dịp, chưa biết là dầu hay là cam thiệp kỹ thuật. Đây anh em xem này, hơi thừa gần như không có luôn này. Đấy anh em thấy không?
gần như không có hơi thở luôn à. Đấy. Để em chiếc máy nó chất như nào à. Đây, đầu răng em này. Không một chiếc cong vênh nhá. Đó. Ốc lắp cặp bồ này zin luôn. Tay chống thủy lực này, ca sĩ còn nguyên này. Từng cái chấm robot này, robot này gần gờ này rất là thẳng luôn. Rất ok ạ. Tổng hàng ABS này. Đây, chi tiết này. Ok lắm anh ạ. Ôi. Cái xe này về vẫn còn mọc, anh em thấy có thể là vẫn còn cái một chút bụi bẩn này. Một chút đất đỏ bao ra này. Cái xe này khá là mọc, tuy nhiên là nó khá là cứng, chỉ cần dọn rửa một tí chút nữa là rất là sạch. Mình quay mộc cho anh em xem, rất là nóng hổi của cầu bến anh em. Ưng em nó thì hãy gọi cho của mình sớm nhá. Đấy. Anh em xem này, ui giời, cả mạ kính zin luôn này. Đấy. Em thấy không? Còn 2015 cả, rất là zin. Ui, thế nó cửa anh em thấy không? Chắc lạch lịch thế mà. Gương kính chỉnh điện này, điều hòa rất là mát. Chân lỉ là chân lỉ nguyên bản, ghế da đã bọc lại em nhá. Thật là tạm biệt tươi đây, thật là đây, sân này đây. Còn có cả các chai rượu trên mẹ pháo này. Rất là ok đấy. Vô đăng cổ số này, mới rác luôn. Căn trồn cờ đôi rồi là đặt thời đánh tay đầy đủ hết này anh em. Ô đồ 8,5 với một chiếc xe đang sản xuất 2005, đăng ký 2016. Rất là ok. Đèn đóm rồi là xi nhan, tất cả chi tiết đóng rất là tốt nhé. Gắn mưa rất là ok. Mình sẽ lại thử chiếc xe này. Chiếc xe này hệ thống giải trí thì vẫn là nguyên bản, chưa có gì đặc biệt, chưa vẫn là màn hình nguyên bản. Đấy. Vẫn là CD và radio nguyên bản của chiếc xe. Anh em nào muốn cơ lưới hay là chơi đồ thì lên đồ cho em nó thôi. Còn không rẻ như này cũng rất là ok rồi. Còn mình sẽ lên sóng và đi thử chiếc xe này. Tự động 6 cấp qua chế độ số thể thao anh em nhé. Đi lại cũng rất là ok. Rất mượt mà ạ. Chết lắm anh em. Vâng thì anh chị em vào con có bác nào yêu cái vẻ đẹp, hợp lý và zin và chất của em nó, mộc mạc nguyên bản, hợp lý với cỡ tiền trên 500 triệu một chút thì anh em đi lại cũng hoàn toàn yên tâm với mẫu xe này. Thì anh em nào ưng mẫu xe này thì hãy liên hệ công minh sớm nhé, hãy đến trực tiếp xem xe cảm nhận. Chiếc xe này vẫn hỗ trợ trả góp cho anh em tối đa là 70%. Anh em hãy đến trực tiếp xem xe cảm nhận và lái thử thì có thể là sẽ thích em nó. Em nó không yêu thì yêu em gì, bảo Ngọc Trinh rất là ok. Vâng, công minh cũng xin phép dừng video lại đây, lại tới đây. Cảm ơn anh em, cảm ơn những lời góp ý và cũng hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau. Anh em xem video lần đầu hãy nhớ like, subscribe ủng hộ Quang Minh nhé. Ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video Quang Minh cập nhật các mẫu xe thường xuyên trên kênh. Trên này cảm ơn anh em, xin chào anh em ạ. Gặp lại anh em ở các video lần sau. Bên Quang Minh còn rất nhiều mẫu xe nhé. Này, này động khách quá. Bao nhiêu anh em đến xem xe này. Xin cảm ơn anh em, xin chào và hẹn lại anh em ở các video lần sau.